tình hình thế giới liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt Nga, Ukraine trong mấy ngày qua, Nga phóng tên lửa Bulava chứa đựng thông điệp cứng rắn gửi phương Tây. Tên lửa Bulava đang trở thành công cụ của nước Nga gây áp lực mạnh tới phương Tây, và đối thủ sẽ phải để ý thật kỹ thông điệp của họ. Cuộc xung đột Ukraine khiến Đức thấy mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Cuộc xung đột Ukraine bị nhận xét mang tới những hệ lụy tai hại cho nước Đức, và Berlin sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục tình trạng trên. Mỹ dành cho Đức vai trò gì trong cuộc chiến tranh lạnh mới với Nga? Đức đã trở thành một vệ tinh của Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh với Nga. Ý kiến trên được đưa ra bởi nhà báo Michael Hudson đến từ ấn phẩm National Interest, NI. Thỏa thuận quốc phòng giữa Nga với Algeria dự kiến trị giá 17 tỷ USD, khiến Mỹ lo lắng chính quyền Mỹ có vẻ quyết tâm ra tay chặn thỏa thuận 17 tỷ USD giữa Nga và Algeria trong lĩnh vực quốc phòng, mặc dù thỏa thuận này mới ở dạng có thể được ký kết. Kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết ngay sau đây. Tên lửa Bulava đang trở thành công cụ của nước Nga gây áp lực mạnh tới phương Tây, và đối thủ sẽ phải để ý thật kỹ thông điệp của họ. Theo Der Spiegel, vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Bulava gần đây của Nga rõ ràng là một thông điệp của nước này gửi tới các quốc gia phương Tây. Kết luận như vậy đã được trình bày bởi nhà báo người Đức Julia Kopp. Hải quân Liên bang Nga mới đây đã phóng thử tên lửa đạn đạo R-30 Bulava đánh trúng mục tiêu ở bán đảo Kamchatka. Vụ phóng ICBM được thực hiện từ Biển Trắng bằng tàu ngầm hạt nhân mới nhất lớp Borei mang tên Generalissimo Suvorov. Theo nhà báo Julia Kopp, sự kiện vừa qua nên được hiểu là một tín hiệu từ Nga gửi tới các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Nhận định được đưa ra trong bài phân tích đăng trên tờ Der Spiegel. Vụ thử rất có thể là một hành động biểu dương sức mạnh của Nga, một thông điệp cứng rắn gửi đến các quốc gia phương Tây, tác giả của bài viết trên tờ báo Đức tin tưởng. Nhà phân tích của tờ Spiegel nhận định rằng, theo quan điểm của Ukraine và các nước phương Tây, sự kiện thử nghiệm tên lửa Bulava và tàu ngầm mới của Hải quân Nga không có tầm quan trọng chiến lược. Tuy nhiên, rõ ràng hành động vừa qua là một minh chứng rất tốt cho sức mạnh của kho vũ khí chiến lược mà Liên bang Nga sở hữu và những đối thủ của họ không nên có quan điểm xem nhẹ hay coi thường. Các tàu ngầm hạt nhân đóng vai trò là bệ phóng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên biển, chúng đảm bảo cái gọi là khả năng đánh trúng đối thủ ngay cả khi đối phương tiến hành vụ tấn công trước. Sự hiện diện của những chiếc tàu ngầm như vậy đảm bảo rằng đối thủ chắc chắn sẽ phải nhận hành động đáp trả. Thực tế là vị trí của tàu ngầm chiến lược cực kỳ khó xác định, và trong mọi trường hợp, chúng sẽ có cơ hội trừng phạt đối thủ. Các tàu lớp Borei đại diện cho thế hệ tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ tư của Hải quân Nga. Vũ khí chính của những chiến hạm loại này là 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava, mỗi tên lửa có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân, tờ Der Spiegel nói rõ. Phương Tây tin rằng, sự kiện vừa qua là một tín hiệu chính trị đối với Mỹ và các đồng minh NATO. Tổng thống Putin đã phát tín hiệu bằng Bulava cho các đối thủ địa chính trị của mình, đó là đất nước của ông có đủ năng lực để đối phó với mọi sự uy hiếp quân sự. Nhà khoa học chính trị người Đức Johannes Peters trong cuộc trả lời phỏng vấn thậm chí còn nói, sự phô trương vũ lực của Nga có thể liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 tới đây. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc Nga phóng tên lửa Bulava cũng nhận được ý kiến trái chiều, khi một số chuyên gia quân sự cho rằng, hành động trên chẳng giải quyết được gì mà còn gây bất lợi cho chính Moscow. Các chính trị gia Mỹ và phương Tây sẽ có cơ hội để minh chứng rõ ràng hơn khi tuyên truyền mối đe dọa từ Moscow, từ đó thi hành những chính sách ngày càng khắc nghiệt đối với Điện Kremlin. Hơn nữa, tên lửa Bulava của Nga hiện vẫn bị xem là chưa hoàn thiện 100%, nó vẫn cần thêm một số chỉnh sửa tiếp theo khi có tỷ lệ phóng thử thành công, trên thất bại vẫn còn khá lớn. Cuộc xung đột Ukraine bị nhận xét mang tới những hệ lụy tai hại cho nước Đức, và Berlin sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục tình trạng trên. Theo Der Tagesspiegel, hỗ trợ quân sự cho cuộc xung đột Ukraine đã khiến nước Đức rơi vào vòng chiến đấu. Ông Christoph von Maser, một nhà phân tích của ấn phẩm Der Tagesspiegel đã đưa ra nhận định nói trên. Các đồng minh thân cận của Đức thường xuyên trở thành những người chỉ trích Berlin vì cách tiếp cận của nước này đối với toàn bộ cuộc xung đột Ukraine, cũng như cuộc chiến chống tình trạng thiếu khí đốt. Ví dụ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ trích các nhà chức trách Đức và cho rằng sẽ không tốt cho châu Âu nếu Berlin thi hành chính sách tự cô lập mình. Trong khi đó, chính phủ các nước Baltic lại tỏ ý nghi ngờ về việc Đức sẽ đứng ra bảo vệ họ trong trường hợp xảy ra xung đột. Như tác giả lưu ý, gần đây Đức đã nhận được những lời buộc tội từ mọi phía theo đúng nghĩa đen. Bộ trưởng Ba Lan phụ trách các vấn đề châu Âu đã lên án việc viện trợ vũ khí của Đức cho Ukraine theo một cách gay gắt bất thường,
sự thiếu quyết đoán của một số quốc gia gây ra mối đe dọa đối với an ninh của toàn bộ EU. Trong khi đó, cựu thủ tướng Ý, ông Mario Draghi gọi hành động kiềm chế giá khí đốt của Berlin là không vững chắc và cần phải sớm thay đổi. Nhà phân tích của ấn phẩm Der Tagesspiegel lưu ý, theo nhà báo Maser, Đức luôn tự coi mình là một cường quốc có vai trò đầu tàu đối với châu Âu, nhưng lập trường của Berlin trong nhiều vấn đề khiến ngay cả các đồng minh cũng phải thể hiện thái độ khó chịu. Điển hình, như Tổng thống Macron không hài lòng khi Đức đang đầu tư 100 tỷ euro vào việc mua vũ khí, trang thiết bị quân sự nhập khẩu từ Mỹ, chứ không phải tham gia các dự án chung của châu Âu. Tuy vậy, quyết định này của chính phủ Đức là khá dễ hiểu. Đức muốn có số lượng vũ khí công nghệ cao đủ lớn để nhanh chóng lấp đầy kho dự trữ. Berlin không thể chờ đợi các dự án tiêm kích đa năng và phương tiện không người lái tương lai của châu Âu, dường như sẽ bị giao muộn hơn nhiều so với kế hoạch, bài báo viết. Tác giả bài phân tích cũng nhấn mạnh rằng sự trợ giúp của Đức cho Ukraine không tệ, như các nước châu Âu khác vẫn đang lên án. Đức hỗ trợ nhiều hơn Pháp hoặc Ý, nhưng ít hơn Mỹ, Anh hoặc Ba Lan. Tại sao chỉ có Berlin đứng ở vị trí cao nhất? Tất nhiên, việc từ chối cho phép chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leo bớt khiến nhiều đồng minh khó chịu, bởi những chiếc MBT này là giải pháp tốt hơn Abrams của Mỹ hoặc Leclerc của Pháp vì nhiều lý do. Chuyên gia phân tích Christoph von Maser nói rằng xe tăng có thể được cung cấp cho Ukraine bởi một liên minh giữa nhiều quốc gia châu Âu, nhưng trong khi điều đó chưa xảy ra thì Đức sẽ không tự phô trương mình một mình. Đức còn gây ác cảm bởi họ chú trọng vào kế hoạch lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt của mình. Ví dụ, Berlin mua nhiên liệu với giá quá cao so với các nước châu Âu khác. Tình hình chỉ có thể được khắc phục bằng một hợp đồng mua khí đốt ở cấp EU. Đức cần phải cải thiện tốt hơn trong việc tính đến lợi ích của các đối tác khi đưa ra quyết định quốc gia. Nếu không, thiệt hại về chính sách đối ngoại sẽ trở nên khó kiểm soát, nhà phân tích đưa ra lời cảnh báo. Đức đã trở thành một vệ tinh của Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh với Nga. Ý kiến trên được đưa ra bởi nhà báo Michael Hudson đến từ ấn phẩm National Interest. Theo National Interest hiện tại, Mỹ bị cho là đang phát động một cuộc chiến tranh lạnh mới, chống lại Nga nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của mình trên trường quốc tế. Nhà báo Hudson lưu ý rằng, thế giới ngày nay được chia thành hai nhóm liên minh đối lập đang đấu tranh, để xác định xem nền kinh tế thế giới sẽ đi theo hướng đơn cực và đô la hóa, lấy Mỹ làm trung tâm, hay một thế giới đa cực, đa tiền tệ. Tổng thống Biden mô tả đó là sự phân chia giữa các nền dân chủ và những chế độ chuyên quyền. Theo đó, các nền dân chủ chính là Mỹ và những tổ chức tài chính sừng sỏ của phương Tây cùng với đồng minh. Mục tiêu của họ là giành quyền lập kế hoạch kinh tế từ tay những chính phủ dân cử để giao cho phố quân và các trung tâm tài chính do Mỹ kiểm soát khác. Chuyên gia Michael Hudson nhận xét, nhà phân tích chính trị lưu ý rằng Mỹ chỉ công nhận một định nghĩa của từ dân chủ, đó là thân Mỹ. Tất cả những ai không hành động vì lợi ích của Washington đều bị xem là thiếu dân chủ. Cuối cùng, chiến tranh lạnh mới hiện nay là một cuộc thập tự chinh chống lại các nền kinh tế đe dọa sự thống trị của Mỹ trên toàn thế giới. Đáng chú ý là Đức giữ một vai trò đặc biệt trong cuộc thập tự chinh này. Toan tính của Mỹ trước hết là kích động mâu thuẫn với Nga và cắt đứt mọi quan hệ giữa Berlin và Moscow. Thứ hai là thuyết phục Đức rằng an ninh của họ phụ thuộc vào Washington. Chính quyền Mỹ đã hướng tới mục tiêu này trong nhiều thập kỷ. Họ liên tục kêu gọi Đức ngừng phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga, nhiều lần cố gắng ngăn cản việc xây dựng và vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Và cuối cùng Mỹ đã thành công khi thuyết phục được Berlin áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga, đình chỉ vận hành tuyến ống Nord Stream 2 cũng như hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhà phân tích Michael Hudson nói, những biện pháp trừng phạt chống Nga này khiến cuộc chiến tranh lạnh mới ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm cũng như sự trợ giúp của chính phủ Đức. Đức đã không thể theo đuổi chính sách kinh tế trong đó quan hệ thương mại và đầu tư cùng có lợi với Nga, và kết quả là Berlin trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng, LNG đắt đỏ của Mỹ. Đồng thời để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ được chở tới bằng đường biển, người Đức cần chi hơn 5 tỷ USD vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc tiếp nhận, đó là những bến cảng mới hoàn toàn. Trong khi đó, Berlin đã chi rất nhiều tiền vào việc xây dựng dòng chảy phương Bắc, trong khi nó không còn có thể sử dụng theo ý muốn của Mỹ. Kết quả là ngành công nghiệp của Đức sẽ trở nên không có khả năng cạnh tranh. Nhà phân tích cho rằng trong thời gian tới, Đức sẽ phải đối diện tình trạng số lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản tăng lên, việc làm suy giảm, đất nước sẽ đối mặt với suy thoái kinh tế và giảm mức sống. Đức là nước có nền kinh tế công nghiệp phát triển nhất ở châu Âu. Việc sản xuất thép, hóa chất, ô tô và các hàng hóa khác phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu khí đốt, dầu và kim loại của Nga, từ nhôm đến titan và palladium. Tuy nhiên, bất chấp hai đường ống dẫn khí Nord Stream được xây dựng để cung cấp năng lượng với giá rẻ, Đức vẫn được yêu cầu từ bỏ khí đốt của Nga và phi công nghiệp hóa.
Điều này sẽ gây ra thiệt hại cho Berlin, nhà báo Hút Sơn nói rõ. Chuyên gia phân tích Hút Sơn lưu ý rằng, các chính trị gia thường hành động vì lợi ích của đất nước họ, nhưng trong trường hợp của Đức, điều này không đúng như vậy. Nhà nước châu Âu này bị nhận xét đã không còn làm chủ vận mệnh của chính mình, ngành công nghiệp bị phụ thuộc hoàn toàn vào ngành dầu khí của Mỹ. Thật kỳ lạ, Berlin đang làm điều này một cách tự nguyện, không phải vì lực lượng quân sự, mà vì niềm tin vào ý thức hệ rằng, các nhà hoạch định Mỹ nên điều hành nền kinh tế toàn cầu. Do đó, Đức đã trở thành một vệ tinh kinh tế của Mỹ trong cuộc chiến tranh lạnh mới, chống lại Nga. Và Berlin hóa ra lại là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trong sự phân chia toàn cầu thành phương Tây và phương Đông. Chính quyền Mỹ có vẻ quyết tâm ra tay chặn thỏa thuận 17 tỷ USD giữa Nga và Algeria trong lĩnh vực quốc phòng, mặc dù thỏa thuận này mới ở dạng có thể được ký kết. Theo Inside Over, Nga có thể sớm ký kết một thỏa thuận trị giá 17 tỷ USD với Algeria. Trong lĩnh vực quốc phòng, điều này khiến Mỹ cảm thấy vô cùng lo ngại. Nhà báo người Ý Paolo Mauri cho hay trên tờ Inside Over. Cách đây ít lâu, trên các phương tiện truyền thông thế giới xuất hiện thông tin Algeria đang trong quá trình ký hợp đồng quốc phòng lớn với Nga về việc cung cấp vũ khí trị giá từ 12 đến 17 tỷ USD. Theo ông Paolo Mauri, tin tức này khiến Mỹ không thể bỏ qua. Thông tin cho rằng những cuộc đàm phán về một thỏa thuận cung cấp vũ khí Nga cho Algeria trong vòng 10 năm tới đang được bàn thảo, tác giả bài viết trên ấn bản tiếng Ý nhấn mạnh. Giới phân tích cho rằng, thương vụ này sẽ bao gồm việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-57, hệ thống phòng không S-400, hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-4 và nhiều thiết bị quân sự tối tân khác cho Algeria. Nhà báo Paolo Mauri cho rằng quốc gia Bắc Phi này từ lâu đã quan tâm đến các tiêm kích tàn hình thế hệ 5 Su-57 phe lưng mới nhất của Nga, và dự định sẽ đặt mua ít nhất là 24 chiến đấu cơ loại này trong thời gian tới. Algeria và Nga có mối quan hệ khá thân thiết từ thời Liên Xô. Quốc gia Bắc Phi đã nhiều lần hợp tác với Liên Xô trong việc cung cấp vũ khí, và quan hệ đối tác với Nga vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Tuy nhiên, sự tương tác giữa hai nước gây ra sự lo lắng lớn đối với các chính trị gia người Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Washington đang muốn cô lập Moscow một cách chặt chẽ trên trường quốc tế. Cuối tháng trước, một số dân biểu Mỹ, dẫn đầu là nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Merkel đã gửi thư cho Ngoại trưởng Antony Blinken bày tỏ quan ngại về những báo cáo gần đây về mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa Nga và Algeria. Lời kêu gọi nhắc lại rằng, năm ngoái Algeria đã mua vũ khí của Nga trị giá hơn 7 tỷ USD, và trong tương lai con số này còn gia tăng nhiều hơn nữa. Rõ ràng cần phải ngăn chặn, người phụ trách chuyên mục của tờ Inside Over cho biết, mối quan hệ giữa Algeria và Moscow tạo ra sự quan tâm không chỉ của riêng Washington, hai đồng minh khác của Mỹ là Paris và Rome cũng đang theo sát sự hợp tác của những quốc gia này. Thực tế là đường ống dẫn khí xuyên Địa Trung Hải, quan trọng nhất đối với châu Âu bắt nguồn từ lãnh thổ quốc gia Bắc Phi, qua đó các tàu vận chuyển năng lượng được đưa đến bến cảng tiếp nhận thuộc các nước EU. Châu Âu dĩ nhiên muốn Algeria có một lực lượng quốc phòng đủ mạnh để tự đảm bảo an ninh của mình, nhưng phương Tây lại không chấp nhận việc đất nước Bắc Phi này tiếp tục mua vũ khí tối tân của Nga. Biện pháp trừng phạt có thể được Mỹ áp dụng sẽ là sử dụng đạo luật CATSA để áp đặt các hạn chế lên Algeria. Washington đã từng thành công khi buộc Indonesia hay Ai Cập phải hủy hợp đồng mua tiêm kích Su-35. Tuy nhiên, Algeria lại có quan hệ quốc phòng với Mỹ ở mức ít hơn rất nhiều so với hai quốc gia trên. Họ vẫn chủ yếu phụ thuộc vào Nga trong vấn đề cung cấp vũ khí, bởi vậy rất khó để Washington đủ sức áp đặt đòi hỏi của mình.